Việt TV xin mến chào toàn thể quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ngày hôm nay. Thưa quý vị, hiện nay thì uh, cái mắc Việt Kiều không còn được đám trai làng hay là những cái cô gái mệt vườn sông nước miền Tây săn đón như khi xưa nữa quý vị. Uh, có một vị khán giả đã đưa ra một cái câu chuyện như thế này. Em tôi từ Mỹ trở về nói một cái câu đầu tiên á, nó nói là gì? Chỉ có ở Việt Nam là sướng nhất. Sự thực thì hoàn toàn khác không ít việt kiều về đến sài gòn chứng kiến cái cảnh đổi thay của đất sài thành đã phải ngả nón trào thua cái kiểu cách ăn chơi của đám nam thanh nữ tú trong rất nhiều việt kiều tôi gặp cái câu chuyện mà có một người bạn đã kể cho tôi nghe có lẽ là cái chuyện khá điển hình cho đặc thù không ít chàng việt kiều trên đất mỹ ở việt nam là uh, sướng nhất từ bang california mỹ thì vợ chồng của cái người bạn tôi uh, tên là tiến á, Động đụng về quê sở dĩ là Tiến theo vợ về quê ở ở quận 10 chính là một cái quyết định của, của 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 cái cô gái này. Câu chuyện đầu tiên mà Tiến kể cho tôi nghe đó là quê thì ở Đồng Tháp và anh ấy theo ba má qua Mỹ từ cái lúc là mới hơn 10 tuổi. Và Tiến thú thật là không phải là anh nhớ quê nhưng mà vì cả gia đình anh đều ở bên Mỹ và bản thân anh gần 2 năm mới về Việt Nam lần đầu, cho nên mọi chuyện ăn ở đi lại kể cả gặp ai thì đều do vợ của anh quyết định. Ở bên Mỹ, tuy là cùng tiểu bang, cùng ba mẹ nhưng mà cả năm thì Tiến cũng chỉ gặp được ba mẹ đẻ một hai lần. Và Tiến thú thật là lấy vợ đã gần chục năm, nhiều lúc là nhớ ba mẹ và người thân vô cùng nhưng mà không phải cứ nhớ là về ngay được, có khi gần cả tuần sau. Kể từ lúc mà Tiến lần đầu nhìn cái nét mặt của tiến cái lúc này là cũng đượm buồn cứ nghĩ là gì về quê là là lạ nước lạ cái chưa quen khí hậu hay là thay đổi mối giờ cho nên là tiến không có được khỏe mạnh tôi nêu cái lý do hỏi rằng là à, anh ta chỉ có lắc đầu nhìn vợ con khép nép hơn là sợ xếp ở cơ quan nữa mặc dù là mời tiến đi nhậu cho 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 biết quê hương cho biết hương vị sài gòn và nhưng mà tiến nói rằng là em cũng muốn lắm nhưng mà còn xin phép vợ cái đã lúc đầu thì tôi cứ nghĩ là tiến là chọc kẹo nói chơi cho vui thôi nhưng mà hỏi kỹ mới hay là uh, chuyện tiến nêu hoàn toàn là nghiêm túc và sau rất là nhiều lần hẹn hò cuối cùng thì tôi và đám bạn cũng cẩu được uh, tiến ra khỏi nhà thì khi mà đến nhà hàng hải sản ở trên đường lê quý đôn ở quận 3 sài gòn đó quý vị thì tiến cứ ngượng nghịu rồi như gà mắc tóc đó. có lẽ là cái cảm giác sang trọng và chật trội đã làm cho cái anh chàng việt kiều này khó xử và tôi đã chủ động ở việt nam tuy nhiên không phải là dân giàu có gì nhưng mà uh, đã là anh em bạn bè chiến hữu thì là cứ chơi tới bến đi lâu ngày về quê thì uh, chiến cứ đấu thoải mái đi các anh chiêu đãi thì Tiến, Tiến nói rằng là khi mà các anh chiêu đãi thì em không có phải lan tăn gì cả. Uống xong vài ly rượu thì Tiến mới trầm trọng tâm tình là gì. Ở bển ấy, em là kỹ sư điện. Cái kỹ sư điện tử. Lương tháng ông chủ trả là cũng hơn 4.000 đô. Em lấy vợ và ở nhà. Cô ấy luôn nêu cái tiền bạc đều do vợ em giữ. Cũng không có biết những cái người sống ở Mỹ về Việt Nam. Họ nói với các anh thế nào. Riêng em á cùng với đám bạn việt nam ở bển kể cả cái đứa ở nhà vợ hay là mướn nhà ở riêng cũng giống nhau vậy thôi cái chuyện mà hẹn hò bạn bè ở nhà ở nhà hàng thì có lẽ là cái điều không tưởng ở bển vợ quản lý chặt lắm động một tí là mấy bà dọa gọi cảnh sát mà cái luật pháp ở bển thì lại bênh vực phụ nữ cứ như vậy rượu vào lời ra thì tiến không còn chút nhút nhát hay là sợ sệt vợ con quá mức nữa bản chất con người nam bộ ở trong tiến trỗi dậy và mặt tiến mỗi lúc thêm đỏ phừng phừng. Lần đầu tiên thì cái anh chàng cao giọng anh nói rằng là gì? Các anh nói cũng đúng thôi. Đường đường mình cũng là kỹ sư chứ có phải lao công mẹ con nhà nó đâu. Tiến, ý Tiến muốn nói ở đây là mẹ con nhà nhà, tức là là vợ con của Tiến á. Các anh cũng đều có vợ con gia đình. Nhưng mà chẳng có ai chịu cái cảnh lép vế như em cả. Lần này thì em về bên học tập thì các anh lành làm gáo vỡ làm môi em không phải sợ ai hết minh tiến cao giọng nghe đã làm sao quý vị có lẽ từ ngày có vợ cho đến hôm nay thì tiến mới được tự do hùng hồn đến thế và tôi khuyên tiến là đường đường là đấng nam nhi thì phải có khí phách phải sống cho ra cái thằng đàn ông đó là cái niềm mong ước của cả một kiếp người nhưng mà đừng có giỏi quá kẻo là về mỹ lại ra gầm cầu cảnh sát nó tóm thì khốn không nói không rằng tiến chỉ gập đầu và nhìn vẻ mặt Tiến cứ ngây được xa. Tôi biết rằng là Tiến nhờ rượu mà mạnh mồm như vậy thôi, chứ ra khỏi cái quán này về đến nhà vợ ở quận 10 rồi lại đâu vào đó. Gần 21 giờ đêm thì nhà hàng đã lũ lượt ra về. Khách cũng không còn nhiều. Khi mà chuẩn bị kêu nhân viên tính tiền thì Tiến năn nỉ là Thôi bây giờ cho em vài ly nữa. Đằng nào cũng đi tong rồi. Nếu mà có tỉnh thì vợ em cũng không cho em ngủ đêm nay. Uống đi các anh có lẽ đời em cũng chỉ vui thú tự do đêm nay nữa thôi. Tôi không đồng ý để cho Tiến say xỉn. Nếu như say quá về nhà vợ con có điều gì thì khốn. Nhưng mà cứ nghe lời Van xin năn nỉ của Tiến thì không sao mà cầm lòng được. Thằng Tuấn bạn có tôi nghe nó Tiến nghe Tiến nó kể về uh, chuyện nó bị mắng nhiếc đánh đập thì uh, người Tuấn như sôi lên nó giật phát chai rượu từ tay tôi và bảo là thôi anh cứ để em đêm nay không say mới lạ, thằng Tiến nó buồn, nó tủi thân. Không phải chỉ vì ở trên đất Mỹ có mỗi mình nó khốn khổ bị vợ con xem thường hành hạ đâu. Qua lời nói đó thì biết rằng là ở ở Mỹ hầu hết đàn ông Việt Nam qua đó lấy vợ thì đều, đều bị quản thúc như thế cả. Khổ thế đó, nhục lắm. Vậy thì xin về Việt Nam mà sống. Chân cụt họ còn cưới được cả hoa hậu, phường xã nữa kia kìa. Còn ở bên đó động tí là vợ dọa bỏ mà đã nhiều đứa bị vợ bỏ thật thế thì sống làm cái gì đi làm đi ở cả đời á thằng tuấn tuôn ra một tràng luôn tính thằng tuấn xưa nay thì vẫn như vậy cứ gặp cái cảnh thằng đàn ông nào mà bị ăn hiếp bị xem thường là y như rằng nó nhảy vào nó bênh vực riêng minh tiến thì không phải do tiến bị say mà đúng hơn là anh ta không có cơ hội được ngồi nghe các anh lớn tuổi nhâm nhi ly rượu hùng hồn nói ra cái sự đời với cái nhìn và triết lý rất là rõ ràng đến như vậy cho đến cái lúc mà ra về thì Minh Tiến cứ bị dịn nắm chặt cánh tay của chúng tôi và rưng rưng nước mắt. Thật tuyệt là lần đầu tiên từ Mỹ về Việt Nam các anh đã cho em hiểu rõ hơn về cuộc sống và con người ở đây. Ở Việt Nam thì đúng là chỉ có ở Việt Nam là sướng nhất. Và ngay cái buổi sáng hôm sau thì tôi có lấy máy bấm số gọi cho Tiến. Thật lạ là đầu máy cứ tỏ te tí te hoài, không có cần đến nhà thì tôi cũng biết chắc chắn là cái bữa nhậu ngoại lệ tối qua có thể Tiến cũng đã bị vợ phạt. Còn cái hình phạt như thế nào thì không có ai biết được. Và tôi mang chuyện kể lại với Tuấn, thì Tuấn ngồi lặng im một lúc không nói gì. Tôi trách Tuấn rất có thể là vì máy á, vài thêm vài cái ly rượu tối qua mà thằng Tiến đã gặp những cái hệ lụy không ngờ. Chuyện của Tiến thì không phải là câu chuyện đầu tiên mà chúng tôi chứng kiến. Tiến thì còn khá trẻ, Việc mà bị vợ quản thúc tại gia ở bên Mỹ không phải là ít, kể cả là nhiều ông thành đạt về Việt Nam, các ông ấy chẳng nói chẳng rằng, đi du lịch hay là về Việt Nam làm ăn cũng vậy, tốt nhất là đi một mình. Dính chuyện vợ con về quê, không khéo rồi mất hết bạn bè ở Mỹ. Cái chuyện sợ vợ thì cũng là điều bình thường, bởi một lẽ là gì, anh muốn trong ấm ngoài êm, không để cái cảnh tan cửa nát nhà thì phải vậy thôi. Ngay cả hai vợ chồng đi chung xe cũng như vậy, nếu mà xe dừng, đàn ông không chạy qua mở cửa Thì nhất định mấy bà không có chịu xuống Còn ở Việt Nam thì lại khác Người chồng càng chăm chỉ thành đạt Thì người vợ lại càng yêu thương Chăm sóc nhiều hơn Rất ít phụ nữ hành chồng như mấy cái mợ ở bên Mỹ ấy. Và trở lại với câu chuyện của Tiến Do biết vợ thì rất là khó tính Cho nên là chúng tôi dù có thương đến mấy Cũng không có thể cẩu nó ra khỏi nhà một lần nữa Chỉ còn khoảng một tuần nữa là Ngày vợ chồng Tiến về Mỹ Bỗng dưng thì tôi nhận được tin nhắn từ số máy lạ, nội dung tin nhắn à, chỉ còn 5 ngày nữa là về Mỹ, nếu như mà được anh Ba và anh Tuấn cho em một cuộc hẹn. Số máy chấm chấm chấm. Đọc tin nhắn xong thì tôi liền gọi lại ngay, thì đầu dây bên kia là một giọng nói của một người đàn ông, thế nhưng không phải là Tiến. Anh ta cho biết là Tiến nhờ máy của anh ta nhắn tin, và anh ta hẹn chừng 10 phút nữa thì gọi lại sẽ gặp được Tiến. Vừa nghe máy thì Tiến vừa nói vội vàng, em bị ý mất máy rồi, Hẹn đúng 7 giờ tối nay là anh em mình sẽ gặp nhau ở nhà hàng như hôm qua nữa." Giọng Tiến hớt ha hớt hải vội vàng, chưa để cho tôi nói một câu nào thì Tiến đã vội cúp máy. Đúng hẹn khi tôi và Tuấn vào nhà hàng thì Tiến đã ngồi vào bàn rồi. Và sợ chúng tôi buồn thì Tiến gượng cười và nói "Thôi vài hôm nữa, em qua bển rồi, chẳng biết đến bao giờ anh em mình mới gặp lại." "Thôi các anh đừng có cười em, có lẽ là cái số em nó vậy. Ông trời cũng đã định đoạt rồi." À, bây giờ có cưỡng lại thì cũng chẳng được về Việt Nam Ở trong cái khu phố gần nhà vợ em thì có mấy uh, Ở mấy, có mấy phường á Thì nó, nó sinh đời Sinh đời bố, củng cố đời con á Thì em coi, đời em coi như là vất đi rồi Em cứ mong sao cái thằng cu tí nhà em lớn lên Thì hãy nhìn cái bài học từ bố nó Mà tránh mắc phải cái lỗi lầm Tiến nói nhiều lắm Anh ta mong là con trai của anh ta đừng có gặp cái cảnh như ba nó sau này Và Tiến mong chân thành nhưng mà rồi cũng chính anh ta phải thừa nhận là gì Em mong thì mong vậy thôi chứ em biết nó khó lắm Nó là con trai, còn bé, động tí là nó dọa bố dọa mẹ là con mét cảnh sát Nhưng mà lớn lên trưởng thành khi mà đã là đàn ông Thì cũng phải chịu cái cảnh như ba nó vậy Không thấy Tiến mang theo chiếc điện thoại thì tôi có hỏi Tiến cái chiếc iPhone mới của em đâu thì lúc đầu Tiến nói bị cướp giật mất rồi. Nhưng mà tôi không có tin bởi vì đi đâu thì cũng hai vợ chồng rồi toàn đi taxi làm sao mà cướp được cuối cùng thì tiến cũng thừa nhận là thôi vợ em đập nát cái chiếc iphone ngay cái tối mà hôm đi nhậu với các anh về đó tuấn giận dữ uh, cái chiếc điện thoại đó nó có tội tình gì mà vợ mày lại đập nát như vậy và tiến thật thà nói rằng là cái chiếc iphone không có tội nhưng mà em mắc một cái tội lớn nhất đó là gì vợ em gọi nhưng mà em không có nghe máy mà các anh cũng biết là gì không hiểu ở việt nam thì các chị các chị ở nhà mình không biết là có quy định gì không Chứ ở bể là vợ em khát khe lắm Cái tội cầm máy mà vợ gọi không nghe Thì rõ ràng là đang làm cái chuyện mờ ám gì như vậy là đập luôn Không cần van xin Còn rất là nhiều chuyện cười ra nước mắt Mà Tiến kể cho chúng tôi nghe những cái kỷ cương lề luật gia đình mà Tiến cũng như là rất nhiều đàn ông khác sống trên đất Mỹ phải chịu đựng chấp hành Sợ vợ thì Âu cũng là một cái chuyện bình thường mà rất nhiều người nhưng mà tôi lại cứ thắc mắc hoài là tại sao ở Mỹ, người phụ nữ tự cho mình cái quyền hành làm làm khổng đàn ông đến như vậy. Quý vị cũng vừa được nghe xong một cái câu chuyện từ một anh Việt kiều uh, có kể lại về cái hành trình uh, khi mà gặp một cái người uh, người người bạn, người em khi mà từ Mỹ trở về Việt Nam cũng đã nói ra cái nỗi khổ khi mà anh ta sợ vợ. Uh, tuy rằng là gì khi mà cái cái anh Việt Kiều này ấy, cũng chia sẻ một cái câu chuyện gia đình anh đó đã, đã mắc phải. Không biết là cái câu chuyện này có đúng hay không quý vị. Hoặc là chỉ là một cái câu chuyện riêng của cái anh này thôi. Nhưng mà uh, Việt TV cảm thấy cái câu chuyện này ấy, nhiều khi cũng khá đúng đó quý vị. Bởi vì không chỉ ở bên Mỹ đâu. Mà ngay cả như ở Việt Nam thôi. Uh, các chị nhà ta lúc nào cũng cho mình cái quyền là làm thế này, làm thế kia. Khi mà chồng đi làm về cuối tháng rồi lại phải nộp tiền cho các chị. Nếu không nộp thì các chị... Uh, Uh, sưng sưng mặt lên và không vui vẻ một tí nào và hơn một cái khác đó là gì đàn ông việt nam thì khi mà làm ra tiền thì vợ con cũng coi trọng cũng nể thôi đi một tí uh, còn nếu như mà không làm ra tiền mà phụ thuộc vào phụ nữ thì chắc chắn ở trong cái hoàn cảnh đó thì uh, quý vị cũng biết rồi những chị em á, uh, cũng không coi đàn ông ra cái gì cả và họ nghĩ rằng là họ hơn đàn ông và họ nghĩ rằng họ có nhiều quyền hành hơn thì cái câu chuyện mà cái anh chàng Việt Kiều này chia sẻ thì không biết quý vị đánh giá như thế nào với cái sự thật khi mà anh này chia sẻ đúng bao nhiêu phần trăm nha quý vị. Bởi vì đây là một cái câu chuyện riêng thôi thì Việt TV cũng chia sẻ để cho quý vị tham khảo. Còn cái vấn đề mà đúng hay sai thì sẽ tùy cảm nhận của từng người thôi. Thì quý vị có ý kiến gì muốn đóng góp thì cũng có thể để lại những cái phản hồi bên dưới phần bình luận của video. Còn câu chuyện ngày hôm nay về TV muốn chia sẻ tới đây cũng kết thúc rồi xin được cảm ơn tất cả các quý vị anh chị và các bạn đã bớt chút thời gian để theo dõi nội dung của video xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo